Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu thạch anh hàng mài. Tặng kèm cho quý vị một cái đế. Đế thì không được đẹp lắm, quý vị thông cảm, đây một khúc gỗ được cắt ra thôi. Dụng đấy được, không vấn đề gì cả. Cái đế này quý vị để này để bàn làm việc rất chỉ là đẹp. Bên này nó bé thôi, bên này được chiều cao là 9 cm và bề ngang là 8 cm. Khối lượng của đá nặng là 350 g. Và hiện cái mẫu thạch anh này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 150.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Viên này là viên đã được mài, nó không phải là viên nguyên zin tự nhiên. Tinh thể thạch anh khói. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hay liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Quý vị cố gắng chuyển khoản trước cho tôi thì sẽ bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản được thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên khi đó mọi người chịu giúp cho tôi phí ship. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Hàng đã được mài. Đây là cạnh được mài quý vị này. Nếu các bác nào nhìn quen thì nhìn cái cạnh hàng mài và cạnh hàng nguyên zin nó hoàn toàn nó khác nhau. Nó sẽ có những độ khác biệt. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.